Qatar và UAE, quốc gia nào giàu có hơn? Chào mừng các bạn đến với video của Kiến Địa Lý. Không biết có bạn nào đã từng đến các quốc gia Trung Đông rồi, hãy comment xác nhận xuống phía dưới nhé. Như chúng ta đã biết thì Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, là hai quốc gia nằm ở vùng vịnh, nổi tiếng bởi sự giàu có xa hoa của mình. Nếu như Qatar, chủ nhà của World Cup 2022, nổi tiếng về sự giàu có, với mức GDP bình quân đầu người thuộc top cao nhất thế giới, nơi mà cứ hễ ra đường là bạn có thể bắt gặp một triệu phú, thì UAE cũng nổi tiếng không kém bởi sự giàu có xa xỉ của mình, nơi có tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới, những công trình nhân tạo độc đáo nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc giữa hai quốc gia này, quốc gia nào giàu có hơn, quốc gia nào nổi tiếng hơn? Và mọi sự so sánh thì đều khập khiễng các bạn ạ. Nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng so sánh tổng quan về hai quốc gia này các bạn nhé. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1. Về các vấn đề địa lý. Qatar là một quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Ả Rập các bạn ạ. Quốc gia này giáp với Ả Rập Saudi về phía nam, chia cắt vịnh Ba Tư về phía tây bắc và có đường biên giới ngắn với Bahrain ở phía tây bắc. Diện tích của Qatar là khoảng 11.571 km², chỉ tương đương với diện tích tỉnh Thanh Hóa. Điều này làm cho Qatar trở thành quốc gia nhỏ nhất trong khu vực vịnh Ba Tư và cũng là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Còn UAE là một nước láng giềng của Qatar, nằm ở phía đông bán đảo Ả Rập, một vùng đất có vị trí chiến lược tại phía tây bắc bán đảo Ả Rập. Diện tích khoảng 83.600 km², lớn hơn 7 lần diện tích của Qatar. Về địa hình, Qatar có địa hình chủ yếu là đồng bằng phẳng với một số duyên hải dài và bờ biển rộng, đất đai chủ yếu bao gồm sa mạc cát và mặn. Còn UAE có một sự đa dạng về địa hình, phần lớn là sa mạc cát với cát trắng mịn, nhưng cũng có những cánh đồng bao phủ bởi cỏ khô và các khu vực đồng cỏ. Vùng núi Hajar nằm ở phía đông UAE, gần biên giới với Oman. Về khí hậu, cả Qatar và UAE đều có chung kiểu khí hậu nhiệt đới sa mạc với mùa hè nóng nực và mùa đông ẩm áp. Qatar có nhiệt độ nóng hơn UAE với nhiệt độ bình quân mùa hè là vào khoảng 47 độ C, trong khi nhiệt độ buổi trưa thì lên tới 52 độ C. 2. Các vấn đề về dân cư, xã hội. Về dân số, theo số liệu của Liên Hợp Quốc công bố trên trang dân số.org vào tháng 7 năm 2023, dân số hiện tại của Qatar hiện nay 3.031.852 người, xếp hạng 139 thế giới. Trong khi đó, dân số của UAE 10.170.053 người, gấp 4 lần dân số Qatar. Mật độ dân số của Qatar 261 người trên 1 km². Trong khi đó, mật độ dân số của UAE 122 người trên km². Về dân cư của Qatar cũng như UAE đều rất đa dạng về dân tộc và văn hóa. Người bản địa chiếm một phần nhỏ của dân số và phần lớn dân số được tạo thành bởi người di cư từ các quốc gia khác như Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Philippines, Pakistan, Ai Cập, Jordani và nhiều nước khác. Về chính sách di cư, Qatar có một chính sách di cư khá linh hoạt để thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài. Các công dân nước ngoài đang làm việc tại Qatar đóng góp rất lớn vào nền kinh tế đa dạng và phát triển của đất nước. Trong khi đó, UAE có chính sách di cư khá mở và thu hút nhiều người di cư và lao động từ khắp nơi trên thế giới. Điều này đã giúp quốc gia này xây dựng một nguồn nhân lực đa dạng và đóng góp vào nền kinh tế phát triển mạnh mẽ của UAE. Về ngôn ngữ, tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức và phổ biến nhất tại Qatar cũng như UAE. Tuy nhiên, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh và giao tiếp quốc tế. 3. Về kinh tế. Cả UAE và Qatar đều có nền kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí và khí đốt. Tuy nhiên, UAE có sự đa dạng hóa kinh tế mạnh mẽ hơn với đầu tư vào các lĩnh vực như là du lịch, tài chính, bất động sản và năng lượng tái tạo. Qatar đã là một quốc gia giàu có nhờ nguồn tài nguyên dầu khí và khí đốt và có một nền kinh tế đa dạng hóa. Ngoài việc khai thác dầu khí, Qatar đã đầu tư mạnh vào các lĩnh vực như tài chính, du lịch, bất động sản, hậu cần, giáo dục và năng lượng tái tạo giúp đảm bảo bền vững và đa dạng hóa kinh tế. Năm 2022, GDP của Qatar 219 tỷ đô, GDP bình quân đầu người vào khoảng hơn 70.000 đô một người. Trong khi đó, UAE là một trong những quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng nhất trong khu vực Vịnh Ba Tư. Kinh tế của UAE chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí và đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực như du lịch, tài chính, bất động sản, hậu cần và năng lượng tái tạo. UAE cũng đang thực hiện nhiều chương trình và dự án đổi mới để đảm bảo sự đa dạng hóa và bền vững của kinh tế.
Năm 2022, GDP của UAE 499 tỷ đô với GDP bình quân đầu người đạt gần 50.000 đô một người. Về trữ lượng khí đốt, Qatar có những mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, chứa khoảng 10% trữ lượng thế giới. Theo một báo cáo chính thức công bố ngày 21 tháng 6 của Ngân hàng Quốc gia Qatar, trữ lượng khí đốt của nước này còn đủ cho khai thác trong vòng 138 năm nữa. Qatar hiện là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga, chiếm khoảng trên 10% thị trường khí đốt toàn cầu. Trữ lượng khí đốt lớn cũng sẽ giúp Qatar trở thành một trong những nước giàu nhất trên thế giới. Còn trữ lượng khí đốt của UAE nhỏ hơn Qatar rất nhiều. Còn về dầu mỏ, năm 2022, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm hơn 13,2% thị phần trong sản lượng dầu của Trung Đông, với sản lượng 3,66 triệu thùng mỗi ngày. Trữ lượng dầu của nước này ở mức 97,8 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt ở mức 5,9 nghìn tỷ mét khối vào năm 2022. Khoảng 90% tổng trữ lượng là ở Abu Dhabi, tiếp theo là Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah. Phần lớn diện tích cả trên bờ và ngoài khơi được thăm dò tương đối tốt, trong khi đợt khoan gần đây đã mang lại một số khám phá đáng kể. Theo bảng xếp hạng trữ lượng dầu mỏ thế giới, UAE xếp thứ 7 thế giới với 97,8 tỷ thùng, trong khi đó Qatar xếp thứ 14 thế giới với 25,4 tỷ thùng, chỉ bằng 1/4 so với UAE. 4. Đô thị hóa và kiến trúc. Quá trình đô thị hóa và kiến trúc ở Qatar trải qua một quá trình phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Quốc gia này đã đầu tư mạnh vào các dự án kiến trúc độc đáo và phát triển đô thị nhằm tạo ra một môi trường sống và kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn cho dân cư cũng như du khách. Qatar đã triển khai nhiều dự án phát triển đô thị và kiến trúc quy mô lớn, bao gồm xây dựng các tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại, các khu đô thị mới và các công trình hạ tầng cần thiết. Qatar được biết đến với các công trình kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Ví dụ Burj Qatar hay còn gọi là tòa nhà con lươn là một tòa nhà cao tầng 46 tầng với kiến trúc độc đáo như con lươn uốn cong và được bao phủ bởi một lớp vỏ bằng kim loại mạ vàng. Các công trình khác như tòa nhà Tornado và cầu đường Hamas Angkor cũng là những điểm nhấn kiến trúc nổi bật. Qatar đang xây dựng nhiều khu đô thị mới nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và cung cấp nhiều cơ hội sống và kinh doanh cho dân cư. Các khu vực như là Lucien City, West Bay, Emsrab và Pearl Qatar là các khu đô thị mới được xây dựng với các tiện ích hiện đại và thiết kế đô thị tiên tiến. Bên cạnh các dự án kiến trúc hiện đại, Qatar cũng đang tập trung vào việc bảo tồn và phát triển các khu vực có di sản văn hóa, các khu phố cổ truyền thống như là Suruj Wafit, Emsrab Museums đang được bảo tồn và phục hồi để giữ gìn bản sắc văn hóa của đất nước. Tương tự như Qatar đô thị hóa và kiến trúc ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng trải qua một quá trình phát triển đáng kể trong những năm gần đây. UAE là nơi có nhiều tòa nhà chọc trời cao và ấn tượng nhất thế giới. Các thành phố như Dubai và Abu Dhabi nổi tiếng với các tòa nhà như là Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Al Arab, khách sạn 7 sao và Etihad Towers, tập hợp các tòa nhà chọc trời. UAE đã triển khai nhiều dự án phát triển đô thị quy mô lớn, bao gồm xây dựng các khu đô thị mới và các khu phức hợp đô thị. Ví dụ Dubai có khu vực Downtown Dubai với biểu tượng nổi tiếng như Burj Khalifa và Dubai Mall, cũng như là khu phức hợp Dubai Marina và Palm Jumeirah. Abu Dhabi cũng đang phát triển khu đô thị mới tại Al Rim Island và Sadiyat Island. Nhờ vào những nỗ lực đáng kể trong đô thị hóa và kiến trúc, UAE đã trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý nhất về kiến trúc và xây dựng trên toàn cầu, thu hút sự chú ý của du khách và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. 5. Về du lịch. Nếu xét về mặt du lịch, khi so sánh hai địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của hai quốc gia này, theo đánh giá của nhiều người, Dubai của UAE có nhiều điểm vượt trội hơn so với Doha của Qatar. UAE nói chung và Dubai nói riêng là thiên đường mua sắm của thế giới khi hàng loạt các lễ hội lớn được tổ chức, những đợt giảm giá, những món hàng hiệu xa xỉ giới hạn khiến khách du lịch đổ xô vào các thị trường này. Tuy nhiên, Qatar lại không có nhiều lựa chọn cho mua sắm và cũng đắt hơn so với UAE. Một điểm nữa khiến ngành du lịch UAE phát triển hơn Qatar đó là hệ thống giao thông hàng không phát triển của nước này. Với 4 sân bay quốc tế lớn và rất nhiều hãng hàng không tham gia thị trường này, du khách hay các lao động nước ngoài đều cảm thấy thoải mái khi đến Dubai hoặc UAE. Trái lại, Qatar mới chỉ mới đưa vào hoạt động sân bay quốc tế cỡ lớn đầu tiên của mình và hệ thống giao thông tại đây kém hơn rất nhiều so với UAE. Tại UAE, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tắc nghẽn giao thông để nhường đường cho chuyến xe của gia đình hoàng gia. Những nhà lãnh đạo Dubai cũng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng chen chúc với những người dân bình thường. Trái lại, việc nhường đường cho các chuyến xe hoàng gia hay những khách VIP là điều khá bình thường ở Qatar. Tất nhiên, đây là một điểm nữa khiến Doha thua Dubai về du lịch.
Bên cạnh đó, hệ thống giao thông công cộng của UAE phát triển tốt hơn gấp 10 lần so với Qatar trong 10 năm qua. Hiện hệ thống giao thông công cộng tại Dubai được xếp vào hàng tốt nhất thế giới, còn Doha thì kém quá xa. Mặt khác, mảng giáo dục vốn là niềm tự hào của Qatar cũng có phần thua kém so với UAE. Xét về chất lượng, cả hai nền kinh tế đều cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, UAE có những chương trình chất lượng cao giá rẻ hỗ trợ cho người dân thì Qatar lại thu học phí rất đắt. Thời gian chờ đợi nhập học cho những ngôi trường chất lượng tốt có giá phải chăng tại Qatar thường kéo dài tới hơn một năm. Với ngành du lịch phát triển, Dubai và UAE có rất nhiều thể loại giải trí cho du khách, từ cao cấp đến giá rẻ, từ cá nhân cho đến gia đình. Rất nhiều công viên giải trí, công viên trong nhà, trung tâm thương mại, hộp đêm được xây dựng nhằm thỏa mãn khách du lịch. Trong khi đó, Qatar lại có ít lựa chọn hơn cho du khách và những quy định về văn hóa đạo Hồi cũng khắt khe hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Nếu thấy thú vị, đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.